đang sống trong hai thế giới. Thế giới bên ngoài đang tồn tại chiến tranh thương mại toàn cầu. Trí tuệ nhân tạo AI đang giành công với người lao động. Hàng chục người đang mất việc làm bởi kinh tế trở nên bất ổn định. Người giàu trở nên giàu hơn và người nghèo trở nên nghèo khó hơn. Đầy rẫy những chiêu trò dụ dỗ, lôi kéo, lừa lọc nhau. Và hơn thế nữa, thế giới bên trong bạn đang tồn tại rối ren, mâu thuẫn, sợ hãi, mất định hướng, thu nhập thấp, tiến thoái lưỡng nan, mục tiêu vô định, không hài lòng với bản thân, thiếu người dẫn đường tận tụy. Và hơn thế nữa, trong bối cảnh rối ren đó, những anh hùng thời bình đã xuất hiện để giúp bạn vững tâm, nâng tầm và sống cuộc đời tự do tài chính. Được mệnh danh là ngũ hổ tướng, năm mãnh tướng giữa thời bình, những con người mang bên mình ba chữ vàng: tâm, tầm, tài, sẵn sàng giúp bạn vươn ra biển lớn. Họ là ai? Mr. Tuấn Rich, lão đại, được biết đến như một người trung thành với lý tưởng và kiên định với mục tiêu. Với câu nói nổi tiếng: người giàu làm việc không vì tiền, người giàu làm việc vì cơ hội. Mr. Phan Bộ Hải, lão nhị, người luôn vượt trên nghịch cảnh và thị phi để trở thành chuyên gia tài chính hiện đại. Với câu nói nổi tiếng: tôi không giúp bạn có được 5.000, 10.000 đô một tháng, nhưng tôi biết cách giúp bạn có ít nhất 1 đô một phút. Mr. Lucky Trần, lão Tam, nhân vật luôn bứt phá mọi giới hạn, thách thức mọi khó khăn để trở thành huyền thoại cùng câu nói nổi tiếng: thái độ tạo kỳ tích. Mr. Ai Cầu Phương, lão Tứ, Triệu Tử Long xông pha nhiều trận mạc để trở thành bậc thầy kinh doanh bằng sức mạnh đòn bẩy. Với câu nói nổi tiếng: cho đi trong suốt, nhận lại điên cuồng. Mr. Trịnh Vinh Thịnh, TVT, lão Ngũ, nhân vật nổi tiếng hành động thay lời nói. Với câu nói nổi tiếng: bạn có thể bận, bạn có thể nghèo, nhưng tuyệt đối không được vừa bận vừa nghèo, vì như vậy bằng người nghèo mà rảnh. Ngày hôm nay, ngũ hổ tướng quyết định tụ hội cùng nhau, không những thực hiện sứ mệnh lập lại trật tự của thế giới tài chính bên ngoài và bên trong bạn, mà còn chung tay góp sức để khai sáng con đường sự nghiệp cho hàng triệu người, góp phần vì một thế giới tự do tài chính. Đôi lúc mỗi bước chân buồn chí chai, anh em ta bên nhau còn đường dài, cùng dòng máu nóng sống không hài lòng, vai kề vai chung một lòng. Là anh em bên nhau nào ngại chi thương đau, cuộc đời này bao nhiêu lâu sống. Xin thề không bao giờ từ bỏ anh em, không bao giờ từ bỏ đồng đội, không phản bội tổ chức, tuyệt đối trung thành với lệnh kim. Xin thề chúng tôi trọng sinh phật tử, tặng chung mệnh lệnh tha chết không ngừng. Em biết là số 1, lời nói là pháp luật, và không bao giờ từ bỏ tổ chức của mình. Thế nhưng là phá ngũ hổ tướng. Hãy cùng chào đón sự hiện diện của ngũ hổ tướng.